Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Lý lịch Tổng thống Donald Trump. Donald Trump là ai? Donald Trump là đương kim Tổng thống Hoa Kỳ và là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Donald Trump cũng chính là Tổng thống lớn tuổi nhất, giàu có nhất của nước Mỹ từ trước tới nay. Trước khi nhậm chức, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Donald Trump tên thật là gì? Ông tên thật là Donald John Trump. Donald Trump sinh năm bao nhiêu? Ông sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946. Donald Trump sinh ra ở đâu? Ông sinh ra tại quận Queens thuộc thành phố New York. Donald Trump nhậm chức ngày nào? Ông nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20 tháng 1 năm 2017. Donald Trump cao bao nhiêu? Ông cao 1m9. Vợ Donald Trump là ai? Donald Trump có 3 người vợ. Người vợ đầu là người mẫu Ivana Zonikova, sinh năm 1949. Kết hôn ngày 7 tháng 4 năm 1977. Hai người ly dị vào năm 1991. Người vợ thứ hai là Mala Maple, sinh năm 1963. Kết hôn ngày 20 tháng 12 năm 1993, hai người ly dị vào tháng 6 năm 1999, người vợ thứ ba và là người vợ hiện tại của Tổng thống Trump là Melania Now, sinh năm 1970. Kết hôn vào ngày 22 tháng 1 năm 2005, Donald Trump có bao nhiêu người con? Donald Trump có với người vợ đầu Ivana Zonikova 3 người con. Hai con trai Donald Jr. sinh ngày 31 tháng 12 năm 1977 và Eric sinh ngày 6 tháng 1 năm 1984 và con gái Ivanka sinh ngày 30 tháng 10 năm 1981. Donald Trump có với người vợ thứ hai Mala Maple một người con gái Tiffany sinh ngày 13 tháng 10 năm 1993. Donald Trump có với người vợ hiện tại Melania Now một người con trai là Baron William Trump. Vậy tổng cộng Tổng thống Donald Trump có 5 người con. Xuất thân gia đình của Donald Trump. Donald Trump là con thứ tư trong gia đình gồm 5 người con. Cha của ông là Fred Trump, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất thành phố New York. Mẹ ông là Mary Ann, một nhà từ thiện và cũng là một bà nội trợ. Trump có một người em trai, Robert, sinh năm 1948, và hai chị gái, Marianne, sinh năm 1937, và Elizabeth, sinh năm 1942. Marianne là thẩm phán liên bang của Tòa Phúc Thẩm vùng 3 Hoa Kỳ. Ông có một người anh trai, Fred Jr., 1938-1981, chết vì các biến chứng do nghiện rượu. Ông bà nội của Trump, Elizabeth và Frederick Trump, vốn là người Đức sau đó nhập cư tại Mỹ năm 1885. Cuộc đời và sự nghiệp của Donald Trump. Học vấn. Donald Trump học hết lớp 8 và trung học tại NYMA. Trong năm cuối cấp, Trump tham gia đội diễu hành, đạt cấp đại úy của thiếu sinh quân. Trump được theo học tại đây vì theo Fred Trump nói rằng Donald Trump khi đó là một cậu bé khá cục cằn và ương bướng. Vì vậy ông muốn học viện này rèn luyện Donald Trump trở thành một con người nghiêm túc mẫu mực. Trump theo học tại Đại học Fordham 2 năm, ông nhập học phân hiệu kinh doanh Wharton của Đại học Pennsylvania. Bởi lúc đó Wharton là một trong số ít những trường ở Mỹ có khoa nghiên cứu về bất động sản. Trump tốt nghiệp Wharton năm 1968 với bằng cử nhân kinh tế, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania. Với tổng tài sản trong tay đạt khoảng 200.000 đô la Mỹ, ông khởi nghiệp ngay tại chính công ty của gia đình mình là Elizabeth Trump. Kể từ đó ông đã xây dựng nhiều khách sạn, sân golf và các công trình khác, rất nhiều trong số đó mang tên ông. Sự nghiệp kinh doanh Trump được coi là ông trùm bất động sản của Mỹ. Danh mục bất động sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của ông trùm này bao gồm vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp ở rất nhiều thành phố lớn trên toàn cầu. Trong những năm học đại học, một trong những dự án đầu tiên của Trump là việc hồi sinh tổ hợp căn hộ Swifton Village ở Cincinnati, Ohio, được cha ông mua lại với giá 5,7 triệu đô la Mỹ năm 1962. Fred và Donald Trump đều tham gia vào dự án. Trump quản lý 14.000 căn hộ của công ty ở Brooklyn, Queens và Staten Island. Năm 1972, The Trump Organization bán Swifton Village với giá 6,75 triệu đô la Mỹ. Năm 1973, ông và cha mình đã thu hút sự chú ý rộng hơn khi Bộ Tư pháp tranh cãi trong một vụ kiện rằng công ty của họ phân biệt đối xử một cách có hệ thống với người Mỹ gốc Phi muốn thuê căn hộ. Bộ cáo buộc rằng tổ chức Trump đã sàng lọc mọi người dựa trên chủng tộc và thu nhập không thấp như Trump đã tuyên bố. Năm 1978, Trump ra mắt công việc kinh doanh bất động sản Manhattan của mình bằng cách mua 50% cổ phần của khách sạn hàng hóa vô chủ nằm cạnh Grand Central Terminal. Việc mua được tài trợ phần lớn bằng khoản vay xây dựng trị giá 70 triệu đô la được bảo đảm bởi Fred Trump và chuỗi khách sạn Hyatt. Khi việc tu sửa kết thúc, khách sạn mở cửa trở lại vào năm 1980 với tên là khách sạn Grand Hyatt.
Năm 2001, Donald Trump khai Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Thánh thành Trump World Tower, tòa cao ốc dân sinh 72 tầng đối diện trụ sở Liên Hiệp Quốc. Ông cũng bắt tay vào xây dựng Trump Play, tổ hợp văn phòng dọc sông Hudson. Trump sở hữu mặt bằng kinh doanh tại Trump International Hotel, tòa nhà phức hợp 44 tầng, khách sạn và chung cư tại Bùng Binh Columbus. Trump cũng sở hữu hàng trăm nghìn mét vuông bất động sản hạng nhất tại Manhattan. Năm 2015, Forbes ước tính tài sản của Trump là 4 tỷ đô la Mỹ. Tháng 6 năm 2015, Business Insider công bố bản báo cáo tài chính ngày 30 tháng 6 năm 2014 được cung cấp bởi Trump. Bản báo cáo đưa ra con số tổng tài sản 8,7 tỷ đô la Mỹ, trong số đó 3,3 tỷ đô la Mỹ đến từ hợp đồng cho thuê thương hiệu bất động sản, thương hiệu và các phát triển gắn với thương hiệu. Sau khi nhậm chức tổng thống, Trump đã ủy quyền quản lý việc kinh doanh bất động sản của mình cho hai con trai Eric và John Zaya. Con gái Ivanka của ông đã từ chức khỏi tổ chức Trump và chuyển đến Washington DC với chồng là Jared Kushner, nhà sản xuất chương trình truyền hình từ năm 1996 đến 2015. Donald Trump bán cổ tức của mình cho WME-IMG. Khi đó, ông đang nắm một phần sở hữu của những cuộc thi lớn như Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ, Miss USA, Hoa hậu Mỹ, Miss Teen USA, Hoa hậu Thiếu niên Mỹ. Cuộc thi Miss Universe được sáng lập vào năm 1952 bởi công ty may mặc mặc Pacific Mill tại California. Đến nay, cuộc thi này vẫn là một trong những cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng và uy tín nhất hành tinh. Trong làng giải trí, Donald Trump đã hai lần ứng cử viên cho giải Emmy. Ông xuất hiện trong chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình. Tuy nhiên, ở góc độ hài hước, Donald Trump cũng là chủ đề mà nhiều danh hài, họa sĩ, phim hoạt hình và họa sĩ tranh biếm họa online. Donald Trump tham gia vào chương trình truyền hình thực tế, thậm chí, ông còn là giám đốc sản xuất và là MC của chương trình TV nổi tiếng The Apprentice. Ông được trả tới 3 triệu đô la Mỹ mỗi tập, đưa ông trở thành một trong những ngôi sao truyền hình có mức thù lao cao nhất. Tháng 7 năm 2015, Trump công bố trong báo cáo tài chính cá nhân của mình với Hội đồng Bầu cử Liên bang rằng WNUniversal đã trả cho ông 213.606.575 đô la Mỹ trong suốt 14 mùa dẫn chương trình. Năm 2007, Trump được gắn sao trên đại lộ danh vọng Hollywood vì những đóng góp của ông cho truyền hình. Sự nghiệp chính trị, Donald Trump đã hai lần chạy đua cho chức Tổng thống Hoa Kỳ. Năm 2000, ông phát động một chiến dịch thăm dò và giành chiến thắng ở hai cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cải cách. Tháng 6 năm 2015, Trump tuyên bố ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ 2016 và chiến dịch tranh cử cho Đảng Cộng hòa của ông thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông nhiều hơn tất cả các ứng viên Đảng Cộng hòa khác gộp lại. Phong cách chính trị trung thực, chính sách phản đối người nhập cư bất hợp pháp và việc nhấn mạnh vào khủng bố và các mối lo ngại về an ninh quốc gia của Trump đem lại cho ông sự ủng hộ của tầng lớp cử tri. Ngày 9 tháng 11 năm 2016, trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016, Donald Trump đã giành chiến thắng đầy bất ngờ trước ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ để trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Ông trở thành người cao tuổi nhất và giàu có nhất từ trước đến nay đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Với khẩu hiệu nổi tiếng làm Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, sau khi nhậm chức Tổng thống, nền kinh tế của Hoa Kỳ đã có những bước tiến mà hầu hết các chuyên gia kinh tế trước đó đều tin là điều không thể. Tổng sản phẩm trong nước GDP tăng hơn 3%, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất gần 50 năm. Hiện chỉ ở mức 3,9%, thị trường chứng khoán Mỹ tăng 27%, tiền lương của người lao động Mỹ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng phải nhận không ít chỉ trích trong chính sách đối ngoại. Trong một nỗ lực làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, nhiều động thái đối ngoại của ông Trump bị những người phê bình xem là làm xói mòn và gây tổn hại các trụ cột chính của hòa bình quốc tế, bao gồm các thể chế, quy tắc thương mại và luật lệ quốc tế mà Mỹ và các đồng minh của nước này đã tiên phong thực hiện sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Trong vòng 2 năm kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi một loạt các thỏa thuận quốc tế quan trọng như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Hiệp ước. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Thỏa thuận hạt nhân Iran, chưa hết ông còn mạnh miệng chỉ trích các đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO cùng nhiều tổ chức lớn của thế giới như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và gần đây nhất là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đồng thời cho rằng Mỹ đang bị lợi dụng.
Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 vừa qua, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ luôn chọn sự độc lập và hợp tác hơn là việc kiểm soát, điều hành và thống trị toàn cầu. Một trong những thành tựu ngoại giao nổi bật nhất của Tổng thống Donald Trump là hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên diễn ra Singapore hồi tháng 6 năm 2018. Trước đó, vào năm 2017, Mỹ gần như đứng trên bờ vực chiến tranh với Triều Tiên khi Tổng thống Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ bị đáp trả bằng lửa và sự giận dữ nếu tiếp tục đe dọa Mỹ. Tuy nhiên, những hiềm khích và lời chỉ trích đã nhường chỗ cho sự tiếp xúc ngoại giao khi các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí gặp nhau tại Singapore. Giới phân tích cho rằng, dù chưa đạt được bước tiến đáng kể trong tiến trình phi hạt nhân hóa hạt nhân Triều Tiên, nhưng Tổng thống Donald Trump đã thắng lợi khi phá vỡ thế bế tắc trên bán đảo Triều Tiên, điều mà nhiều người tiền nhiệm của ông chưa thực hiện được từ khi ông Trump bước vào Nhà Trắng. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi nhanh chóng trong thời gian qua. Cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trên nhiều chiến tuyến, đặc biệt là chiến tranh thương mại và sức ép quân sự. Các giải thưởng của Donald Trump: Gaming Hall of Fame năm 1995, Nirai of Fame năm 2010. Trump đã được trao tặng bằng tiến sĩ danh dự về quản trị kinh doanh Hon DBA vào năm 2010 bởi Đại học Robert Gordon. Tuy nhiên, trường quyết định rút lại tấm bằng vào ngày 9 tháng 12 năm 2015 vì Trump đã có những bình luận đi ngược lại giá trị và bản sắc của trường. Bằng tiến sĩ danh dự về kinh doanh Hon DB cấp năm 2012 của Đại học Liberty, WWE Hall of Fame năm 2013, ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood chính khách của năm, Đảng Cộng Hòa Sarasota năm 2012, giải thưởng tự do trao năm 2015 tại Alzheimer Jewish 100 Gala vì những đóng góp tích cực của ông cho mối quan hệ Israel Hoa Kỳ. Kito The City tại Doral, Florida 2015, giải thưởng lãnh đạo của Ban Chỉ huy Thủy quân Lục chiến 2015, Ban Điều tra Tội phạm Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. New Jersey Boxing Hall of Fame trao tặng ngày 12 tháng 11 năm 2015, nhân vật của năm 2016 do tạp chí Time bình chọn. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline, tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn.